đây là hậu quả của cơn mưa dông chiều ngày 23 tháng 7, 2019 tại thị xã Tân Châu. Đây là tại quán cà phê Marina, bị cái cây này nó bị chóc gốc luôn. Đây, nó bị chóc gốc luôn đây các bạn. Cây này bị nhánh gãy, nhánh rớt xuống. Còn đằng kia là cái mái che bị sập luôn. Mái che chỗ quán cà phê Marina nè, nó bị sập luôn rồi nè. Quá cơn dông quá trời lớn nè. Cái nhà bị tốc mái luôn, trống lỏng ở trên cái mái luôn. Đây hai cái nhà này nè, cái nóc nhà trên trống lỏng luôn rồi. Nó bay xuống dưới này nè, nãy giờ người ta dọn dẹp rồi nè. Quá ghê rồi, bay luôn hai cái mái nhà luôn. Mới điện cho tao nhà anh hả? Vậy luôn hả? Bay luôn, bay máy luôn hả? Vậy hả? Ở đâu? Dưới Long Sơn hả? Còn nhà em vợ tôi thứ 6 bay nguyên nhà tích luôn. Quá trời luôn. Còn này cái nhà bên đây coi nè. Nhà đây nhà Lê, nhà của bên Lê Tăng. Rồi sao mà nó vậy không biết nữa. Cái nóc dưới có trên nữa. Cái nóc đó, nóc bên chắc bên nhà bên kia bay qua quá. Cái nóc này, nóc này nhà này của ai? Đó hai nhà đó băng qua đó. Cái nóc nhà này là của hai cái nhà bên này bay qua phải không? Trời ơi, bay từ bên đây bay qua bên đây nè, tôi ghê không? Sao cũng vậy nữa kìa. Trời ơi chết rồi. Bay hộp sớm, cây dừa cái gì cao hơn đủ má nó bay qua được. Bay nhảy hai cái dừa đặt mấy ngón nhà luôn. Hai mái nhà từ bên kia bay qua bên đây hả? Ghê thiệt. Từ bên đây nè. Đó, hai cái nhà từ bên đây nè, thấy không? Nè, hai cái nhà là hai cái mái bên đây là hai cái nhà này nó chống lỏng rồi nè. Từ đây mà nó bay qua bên đây nè. Đây nè. Nằm lên trên này thiệt tình. Hy hữu. Hai cái nóc nhà trên đó đó, nó trong lỏng trên đó, nó trên đó. Mẹ nó đã bay xuống đường mà cũng may bữa rớt xuống đường là bay trúng người ta, bay nằm trên đó cũng đỡ, chứ bay xuống đường là chắc có người là gãy rồi tiêu. Vì là cái này nó không phải dông mà nó lóc sấy luôn đó, trời, lóc sấy luôn đó mấy anh chị. Cái đường nào mà dông mà từ bên đó mà nó bay qua đây là cả 20-30 mét. Ở sau cũng cái nhà ông Kiều cũng vậy đó. Này là bị lóc sấy rồi. Đây nè, còn đây nè là cái mái che của cái quán cà phê nè. Quán cà phê gì nè, quán cà phê này hả? Ký ức. Quán cà phê Ký ức nè. Mái che nguyên cái mái che của quán cà phê Ký ức đây bay đi luôn nè. Nguyên cái cây chắp gốc luôn. Cái trận này là lịch sử đó. Quá trời tùm lum hết trơn á, ở ngoài Marina, nguyên cái mái che của Marina cũng đi luôn. Còn ở ngoài chỗ cầu Đình á, hai cái nhà bay nguyên cái nóc luôn. Bay nguyên cái nóc qua, bay đáp ở trên cái nóc nhà của ông Lê Tăng á. Ghê không? Đây là gốc cây nè, nguyên cái gốc nè. Chóc gốc đè nguyên cái mái che nè. Còn bên này là cái cây này nó bị gãy luôn, đè lên nóc nhà luôn nè. Nó gãy cây nó đè lên nóc nhà luôn. Quá trời trận dông này rồi. Còn đây là cây xoài bị chóc gốc luôn rồi nè.